Vân ơi, đó, cho báo chí thêm khoảng 10 phút nữa Vân. Ví dụ như cái hồi mà Vân mới đóng Dòng Máu Anh Hùng đó, thì qua bên đài Vân giao lưu nói rồi, cái cảnh mà làm Vân sợ nhất chính là cái cảnh mà bị trụng nước á, bị nhấn nước á, và nói là chắc là nếu mà mình có cơ hội đóng phim mình sẽ không có đóng cái cảnh đó nữa. Nhưng mà lần này á thì lại có cái cảnh đó, thì không biết là cái cảm giác lúc đó quay như thế nào, quay có lẹ hay không. Vân rất là sợ, sợ nước lắm, sợ bị nhấn nước lắm, sợ bị nấn nước vô cùng luôn á. Nhưng mà thật ra thì làm phim hành động là phải hy sinh, bắt buộc rồi. Tại vì diễn viên mà mình đưa những cảnh hành động lên phim là mình phải chọn những cái cảnh nào để cho người ta coi, người ta thấy wow, người ta thấy đã. Mà nhất là diễn viên hành động thì bắt buộc phải hy sinh chính bản thân mình. Thì Vân chỉ có mới một cái suy nghĩ duy nhất là mình sẽ cố gắng hết sức. Mà nhiều khi cũng lại có một cái suy nghĩ là có thể là đây sẽ là một cái bộ phim cuối cùng rồi, cho nên mình sẽ phải cố gắng làm cho nó tốt nhất có thể. Nhưng mà Vân rất là cảm thấy giống như là mình đã đẩy cái ranh giới của mình cho tới tận cùng luôn rồi. Mình đã kiệt sức kiệt quệ rồi, mình chích giảm đau, mình làm hết cả mọi thứ để có thể hoàn tất cái vai diễn. Mà cảnh đó quay lâu không? Cảnh mà bị chìm dưới nước á. Cái cảnh bị chìm dưới nước cũng rất là kinh khủng. Tại vì mình phải ở dưới nước rồi mình phải diễn nữa, rồi cái hơi của mình nó phải giữ cho lâu nữa. Mà Vân nhớ là Vân uống nước rất là nhiều, và hình như là cái cảnh đó là cái ngày cuối cùng của bộ phim, cái ngày cuối cùng quay của phim. Rồi em cảm ơn mọi người nha. Một cái câu lúc nãy cho hết đi. Khoan một câu nếu mà cái bộ phim này mình dám như 38 đầu tư rất là lớn, mà bộ phim hành động nữa. Nhưng mà khi ra đạt mà cái hiệu ứng mà nó không có doanh thu được cao bằng những cái bộ phim hiện giờ, ví dụ như Cô Lạc Vợ Bầu này. Nó cũng dễ thương nhưng mà nó không phải là một phim đầu tư quá lớn, thì mình có tiếp tục đầu tư nữa không, hay mình có suy nghĩ gì về chuyện đó, hoặc là có chạnh lòng? Chắc chắn là sẽ buồn, nhưng mà Vân nghĩ rằng là thực chất thì mỗi một đối tượng khán giả sẽ có một cái sở thích riêng. Đối với là dòng phim hành động thì Vân cũng mong rằng là tất cả những fan đã từng yêu thích võ thuật, yêu thích hành động thì hãy đến để ủng hộ Hai Phượng, để cho nhà sản xuất, nhà đầu tư cảm thấy rằng là cái sự đầu tư tiền bạc cũng giống như là công sức của họ không có bị phí uổng. Rõ ràng thì mỗi một thị trường sẽ có rất là nhiều những sản phẩm khác nhau, và họ sẽ cạnh tranh rất là công bằng. Nhưng mà quan trọng trên hết là cái đối với cái dòng phim nghiêm túc và những cái người làm ra những cái sản phẩm thực sự nghiêm túc, mong muốn rằng là khán giả nhìn nhận nó, và qua sự nhìn nhận đó thì các chị mong là khán giả hãy bỏ vé xem, bỏ tiền ra mua vé để góp một cái phần vào cho những người làm phim nghiêm túc, để họ có thể có được một cái động lực để họ có thể làm phim tiếp theo. Bởi vì thực chất thì thị trường của chúng ta làm càng nhiều phim thì càng tốt, nhưng mà phải có những phim chất lượng thì thị trường mới đi lên được. Nhưng mà nếu cái con số nó không cao bằng cái phim đó thì với Vân thật sự là Vân sẽ nói con gì? Nói con số này không? Tại thì chưa nghĩ ra sẽ nói câu gì, nhưng mà chắc chắn sẽ rất buồn. Nếu không tin là cái phim này mình đã bán được cho Netflix đó, thì có đúng hay không? Cái đó mình chưa trả lời được. Thì thật ra chị còn cái cách xưng hô đặc biệt nữa. Của Ý hả? Ý là mẹ của miền Tây. Ý là mẹ của miền Tây. Ý hỏi thêm câu, nếu ví dụ nói là phim này là cuối cùng là dần, nhưng mà nếu sẽ có một cái vai diễn hành động rất là hay của một bộ phim nước ngoài mời, mà nghĩa giống như cách xe phải $1,000,000 tôi mới nhận. Cái này nói giỡn, còn nếu nói thật ra, nếu mà thật sự thôi nói thiệt luôn đó, nếu sẽ làm giống son rực rỡ hơn trong cái dòng phim hành động của Ngôn Văn thì sẽ vẫn nhận, phải là $1,000,000 tôi mới nhận. Mà bắt làm phải vai hay nữa hả? Không, $1,000,000 là tôi nhận liền. Không, nhưng mà cái chân bị thương á, vâng, cái chân bị thương cái đó có phải là cái chấn thương duy nhất khi đóng cái phim này hay không, hay là còn cái gì nữa không? Cái đầu gối bị thương là cái chấn thương rất là lớn, rất là mạnh. Cảm ơn. Một câu cuối, anh một câu cuối, một câu cuối dừng á thì là rồi có định lấy chồng không? Nếu mà dừng bây giờ tôi tuyên bố lấy nữa. Chồng cái là nó nổ luôn phải không? Không thì nắm đi luôn, có tiếp tục ý là sao để lấy chồng vậy? Bây giờ có nghĩ đến cái chuyện riêng không? Cũng lớn tuổi rồi, có nghĩ đến chuyện riêng không? Là tôi bằng tuổi nhau, bằng tuổi ý là có muốn một câu Vân trả lời cho tôi một câu. Vân, câu này cũng cho nó đầy, nó trọn một bài. Nói chung là nếu mà sao ta hỏi lại câu đó coi sao là có, ý là có nghĩ đến cái chuyện lập gia đình hay không? Nói chung mình nghĩ nhiều năm lắm rồi nhưng mà chưa nghĩ ra. Khi nào thì sẽ chừng nào có người nghĩ ra thì mình ấy thôi, chứ giờ sao chừng này có chưa, hả? Đợi vài bữa nữa tôi tuyên bố cho nó có rầm rang. Ok rồi, cảm ơn các chị rất